Bên tay của mình đây chính là Tiếp Đi Ma Phót. Em này được giới thiệu là chị mụn nè, mờ thâm sạm, rồi làm sáng da, phục hồi dưỡng ẩm và chống lão hóa cho da. Vậy thì em này có thực sự giống như lời đồn hay không? Sau đây thì Kha xin mời mọi người hãy cùng xem video clip này và xem những trải nghiệm khi mà Kha sử dụng em này ha. Cái thứ nhất là về cái khả năng trị mụn, thì Kha thấy trong thành phần em này có cái chất là azelaic acid. Thì Kha nói ngắn gọn như thế này cho mọi người hiểu nè. Ví dụ như là khi chúng ta bị nổi mụn thì chúng ta chỉ cần dùng cái chất azelaic acid, chúng ta chấm vào một mụn, thì một thời gian sau cái còi mụn ngay cái chỗ đó nó sẽ bị khô và chúng ta sẽ lấy ra một cách dễ dàng. Còn riêng về cái em này thì Kha thấy cái khả năng trị mụn của em á, nó chỉ tốt ở cái dạng là bị mụn ẩn với lại mụn vừa vừa. Còn nếu như mà mụn viêm hoặc là mụn nặng thì Kha thấy em này không xi nhê mọi người ha. Cái khả năng thứ hai là khả năng sáng da và cái khả năng làm mờ thâm sạm sau mụn. Thì Kha thấy em này là có mọi người ơi, nhưng mà cái khả năng nó cũng không có cao cho lắm, bởi vì em này có cái chất là vitamin C. Tiếp theo là cái khả năng dưỡng ẩm là em này cực kỳ tốt mọi người nha. Tại vì Kha thấy trong thành phần em này có chất là vitamin E. Thì vitamin E nó cấp ẩm, nó làm cho da của chúng ta mềm mịn, rất là dễ chịu. Nhất là sau khi chúng ta sử dụng những treatment mạnh làm cho da bị khô thì sử dụng em này lên da khá là tốt mọi người nhé. Tiếp đến là cái khả năng chống lão hóa, thì Kha thấy trong thành phần em này là có chất collagen. Thì cái chất này á, nó sẽ giúp cho da của chúng ta sản sinh ra những tế bào mới, những cái tế bào có lợi và loại bỏ những cái tế bào già cỗi, những tế bào tiêu cực, giúp cho da của chúng ta đẹp lên mỗi ngày đó mọi người. Về cái kết cấu của em này á, thì Kha thấy em này có kết cấu là dạng gel màu trong suốt mọi người ơi. Cho nên khi mà thoa trên da á, thì Kha cảm nhận được rằng cái gel này á, nó thấm vào da khá là nhanh mọi người ha. Và nó thấm cực kỳ là nhanh luôn, Kha rất là thích. Bên cạnh đó em này có cái mùi thơm giống như là kẹo sữa Long Thành vậy đó mọi người. Cho nên là khi mà thoa vào mặt á, nó thơm nguyên cái phòng luôn, rất là dễ chịu mọi người ha. Đặc biệt á là cái em này là dạng gel, cho nên khi mà thoa vào da á, nó dễ thấm, nó không có gây bít tất, nó không có gây nặng mặt gì hết. Và em này á làm cho da của Kha khá là dễ chịu, không làm cho da Kha bị rát nè, không làm da Kha bị đỏ, không làm cho da mình bị bong chóc, bị rát gì hết. Cho nên em này khá là lành tính mọi người nha. Tuy nhiên em này thì cũng có nhược điểm, đó chính là em này thì Kha thấy là đối với những bạn mà có mụn ẩn nè, nếu như mà sử dụng em này thì Kha thấy khả năng đẩy mụn lên khá là dữ dội mọi người ha. Và đặc biệt là đối với những bạn mà từ trước tới giờ chưa có skin care, chưa có chăm sóc da nhiều, thì cái lớp già hóa, cái lớp dày sừng ở bề mặt da chúng ta khá là nhiều á. Thì khi mà mọi người bôi em này lên thì Kha thấy rằng cái khả năng thẩm thấu nó không được tốt và nó không có loại bỏ lớp tế bào già cỗi bên ngoài da của chúng ta nhiều. Cho nên khi mà thoa em này lên thì Kha thấy cái khả năng á, làm chậm lão hóa nó rất là dở ha. Và cái khả năng làm sáng da, trị mụn, rồi cấp ẩm đâu đó thì nó cũng không được tốt cho lắm. Cho nên khi sử dụng em này, Kha khuyên mọi người nên sử dụng một cái treatment nào đó, ví dụ như là AHA hoặc là BHA nào đó, để tăng cái khả năng thẩm thấu của em gel này vào trong lớp da của chúng ta mọi người ha. Em này nó khá là nhỏ mọi người ơi, chỉ có 15 gram thôi. Khi mà sử dụng em này thì Kha thấy khoảng 1 tháng rưỡi là đã hết tip này, cho nên là Kha phải mua em khác. Cho nên là khi mà mọi người sử dụng, Kha thấy cái khả năng nó thấm trên da tốt đó, nhưng mà chúng ta phải sử dụng một cái lượng lớn để kết hợp với những treatment khác, cho nên là làm cho cái em này khá là hao nha mọi người. Nếu như mọi người hỏi mình cho điểm em này bao nhiêu thì trong thang điểm 10 mình sẽ cho em này là 8 trên 10 mọi người ha. Thật ra là em này nếu như mà cái dung tích to hơn một tí với lại cái khả năng á, nó bôi lên trên da không có tốn nhiều cái lượng gel á, thì mình sẽ cho em này 10 trên 10, nhưng mà rất tiếc là không thể. Em này á thì phù hợp cho da dầu nè, da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu và da thường, với lại da nhạy cảm mà dùng những treatment mạnh. Còn đối với da khô, da hỗn hợp thiên khô thì cũng có thể bon chen sử dụng được mọi người ha. Nhưng mà Kha nghĩ mọi người cũng nên có những cái loại kem cấp ẩm khác dành riêng cho da khô, da hỗn hợp thiên khô, để mình tăng cái khả năng thẩm thấu em này lên cũng như là cái khả năng phục hồi da mọi người nhé. Còn bây giờ thì cái quy trình sử dụng em Đi Ma Phót này như thế này nè mọi người ơi. Buổi tối trước khi ngủ á, thì Kha khuyên mọi người sử dụng nước tẩy trang.
Tiếp đến là sữa rửa mặt. Nếu như sữa rửa mặt của mọi người cân bằng độ pH khá là chuẩn thì mọi người khỏi cần phải dùng toner. Còn nếu như mà không chuẩn thì nên sử dụng thêm toner mọi người ha. Tiếp đến thì mọi người sử dụng trực tiếp cho Kha cái em Dimaphos này rồi đi ngủ luôn cũng được. Còn nếu như mọi người sử dụng những cái treatment khác thì mọi người cứ sử dụng ví dụ như là BHA, AHA hay là retinol, tretinoin hay là retinoid. Rồi sau đó 5 phút sau mọi người thoa em này lên rồi mọi người đi ngủ luôn. Thì Kha cũng khá là thích em này. Và thời gian tới thì Kha sẽ còn sử dụng cái này dài dài nữa. Em này thì Kha mua, Kha nhớ không lầm thì 100 mấy đó. Để Kha kiểm tra lại coi thứ bao nhiêu. Với những gì mà em ấy mang lại trong mùa dịch bệnh này thì Kha thấy cái đồng tiền chúng ta bỏ ra hơn 100 ngàn thì cũng khá là hợp lý mọi người ha. Cảm nhận của mình thì em này sử dụng riêng lẻ thì nó không có khả năng cao đâu mọi người ơi. Nếu như mọi người kết hợp thêm những cái treatment khác thì nó sẽ ok hơn. Và Kha thấy rằng cái em này giống như là nhà sản xuất ra, người ta cố tình sử dụng những cái chất phù hợp để kết hợp với lại treatment. Cho nên Kha khuyên rằng mọi người nên sử dụng với những treatment ví dụ như là AHA, BHA, retinol, retinoid hay là tretinoin gì đó để cho da của chúng ta đẹp lên mỗi ngày mọi người ha. Thì mọi người có những thắc mắc gì thì mọi người có thể comment bên dưới để Kha thấy, Kha sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ cũng như là những hiểu biết của mình đến mọi người. Mọi người thấy video này ở trên kênh YouTube Minh Kha Lê hay thì mọi người nhớ ấn nút like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Minh Kha Lê và đừng quên rung chuông để nhận những video mới nhất từ Kha. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại nhé. Đó mọi người thấy không? Cái lớp gel của em này khi mà Kha thoa lên trên da thì Kha thấy nó khá là mát mọi người ha. Nó với lại khi mà thoa lên trên da thì Kha thấy cái khả năng thẩm thấu của em này khá là nhanh mọi người ha. Nó làm cho da của mình được cấp ẩm nè. Và đặc biệt là cái mùi của nó rất là dễ chịu mọi người ơi. Nó thơm, cực kỳ thơm luôn vậy đó. Kha rất là thích cái mùi này. Nếu như mà mọi người kết hợp em này với lại tretinoin á thì thực sự là perfect đó mọi người, hoàn hảo luôn ha. Đó mọi người thấy chưa? Nè Kha chỉ thoa chút xíu thôi nó đã thấm vào trong da của Kha rồi nè. Đó, mọi người thấy không? Một lớp mỏng cực kỳ là dễ chịu luôn. Đó, Kha thích em này cực kỳ luôn á. Đó mọi người thấy chưa?